Chơi tí tiên tì nè. Chơi một tí tiên tì thôi. Đấy, nó phải chết. Nó phải như thế này. Nổ nhiều quá, nổ nhiều quá. Wow, mình cảm giác là mình đang gọi là kiểu trở thành một kẻ gọi là quỷ diệt luôn các bạn. Mình đang gọi là quỷ diệt hết tất cả mọi thứ luôn đấy. Bây giờ là tới nhà của Camui nó mới chết nè các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình chơi nhà của Camui luôn. Nhà Mui ơi, nhà Mui ơi, Mui toang rồi Mui ơi. Mui toang rồi Mui ơi, Mui toang rồi Mui ơi, Mui toang rồi Mui à, Mui toang rồi Mui ơi. Ôi ôi, wow! Wow! Nguyên cái vườn cây banh luôn các bạn ơi. Ôi giời ơi là trời.